Từ xa xưa, cổ nhân đã quan niệm nơi nào có sự gặp gỡ của nhiều dòng nước thì đó sẽ là nơi hội tụ nguồn linh khí. Quả vậy, sự gặp gỡ của sông Gâm và sông Năng cộng với những dãy núi hùng vĩ đã tạo cho mảnh đất Na Hàng một bức tranh sơn thủy hữu tình. Sự giao hòa của nước non trời đất, cảnh sắc tựa cổ tích giữa đại ngàn xanh tươi đẹp như một bức tranh thủy mặc, làm đắm say mê hoặc lòng người. Linh khí của trời cùng tinh hoa của đất đã kiến tạo nên một vùng sơn kỳ thủy tú, định danh tên gọi Na Hàng, hay còn gọi là Na Hàng, nghĩa là mảnh ruộng cuối theo tiếng Tày. Tên gọi gửi gắm khát vọng của tiền nhân về một vùng đất phồn thịnh, có sự kết nối sâu sắc giữa thiên nhiên và con người. Những di chỉ khảo cổ lịch sử xác định người Việt cổ đã sinh sống tồn tại rất lâu đời, hay dấu tích của ngôi đền Bát Tạ đã chứng tỏ từ rất sớm nơi đây đã là một vùng đất của những giá trị lịch sử. Hơn 190 năm trước, kể từ khi vua Minh Mạch tiến hành chia địa hạt trên phạm vi toàn quốc, Na Hàng luôn là vùng đất vị thế chiến lược quan trọng của tỉnh Tuyên Quang, với bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa phong phú, đa dạng, giàu bản sắc. Mỗi tên sông, tên núi, mỗi quan thác, hang động đều được khoác lên mình tấm áo huyền thoại, những câu chuyện cổ tích, truyền thuyết dân gian về mảnh đất Phượng Hoàng xưa về đây làm tổ, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, đời nối tiếp đời, đã góp phần làm phong phú kho tàng văn hóa dân gian, đồng thời giải thích về sự hình thành và tồn tại của con người nơi đây. Na Hàng non nước giao hòa, nhân hiền văn hóa đậm đà xứ Tuyên. Một Na Hàng làm say lòng người bởi những danh thắng kỳ vĩ nên thơ. Một Na Hàng non nước giao hòa đang từng ngày đổi thay, chuyển mình mạnh mẽ, bay lên với khát vọng Phượng Hoàng. Điện Na Hàng rực sáng nhà sàn, những cánh dù bay trên nương như Phượng Hoàng về với núi. Một miền quê xanh vời vợi, thuyền ai mải miết theo dòng. Na Hàng, mùa xuân đợi người. Na Hàng quê em,
đẹp thần tiên, Phượng Hoàng đã về đây. Em mong anh về đây anh ơi, thương anh như 99 ngọn núi. Nhớ em như núi Bát Tạ em ơi. Anh từ miền xuôi tới đây, anh từ miền xuôi tới đây, cùng em xây dựng tương lai. Anh từ miền xuôi tới đây, cùng em xây dựng Na Hàng đẹp tươi. Na Hàng quê em, Na Hàng quê em, rừng cây xanh xanh, cảnh đẹp thần tiên, Phượng Hoàng đã về đây. Em mong anh xuôi tới đây, anh từ miền xuôi tới đây, cùng em xây dựng tương lai. Anh từ miền xuôi tới đây, cùng em xây dựng Na Hàng đẹp tươi. Na Hàng quê em, Na Hàng quê em, Na Hàng quê em, Na Hàng quê. Xin được nhiệt liệt chào đón các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể quý vị đã đến dự khai mạc lễ hội Hương sắc Na Hàng năm 2023. Chương trình đang được truyền hình trực tiếp trên kênh TTV của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang, kênh 221 MyTV, kênh 260 Viettel TV, kênh 178 FPT Play, hệ thống truyền hình cáp Hà Nội, livestream trên fanpage Tuyên Quang TTV, website của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang và báo Tuyên Quang Online. Chương trình cũng được gần 30 đài phát thanh và truyền hình, đài truyền hình trên cả nước tiếp sóng từ quảng trường huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang. Kính thưa quý vị, từ tháng 2 đến tháng 4 âm lịch, khi tiết trời sang xuân, không khí trở nên trong lành hơn, cũng là lúc hoa lê nở trắng muốt, phủ kín khắp núi rừng Hồng Thái của huyện Na Hàng. Đất trời nơi đây lại thay màu áo mới, khoác lên mình tấm áo tinh khôi được thêu dệt nên bởi những bông hoa lê trắng ngần. Kính thưa quý vị, với người dân xã Hồng Thái, huyện Na Hàng, cây lê đang dần trở thành biểu tượng mới ở vùng đất lành nhất xứ Tuyên. Việc tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập và công bố kỷ lục tuyến đường hoa lê dài nhất Việt Nam đã khẳng định giá trị biểu tượng của hoa lê Hồng Thái, đồng thời giúp nâng cao nhận thức trong phát triển du lịch và kinh tế của huyện Na Hàng. Đây như là minh chứng lưu giữ lại những dấu ấn thời kỳ lịch sử và được kết nối theo dòng chảy thời gian từ các thế hệ lãnh đạo tỉnh, huyện và người dân Na Hàng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và sự đi lên của huyện nhà cũng như xã Hồng Thái tươi đẹp. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức khai mạc lễ hội Hương sắc Na Hàng và cùng với Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố và trao chứng nhận chỉ dẫn địa lý rượu ngô men lá Na Hàng. Đồng thời cùng với Tổ chức kỷ lục Việt Nam tuyến đường hoa lê dài nhất Việt Nam, công bố xác nhận kỷ lục tuyến đường hoa lê dài nhất Việt Nam, cùng Hiệp hội Chè Việt Nam xây dựng chương trình Festival Chè San Tuyết Na Hàng để quảng bá sản phẩm đặc sắc của núi rừng Na Hàng. Cùng với đó, rất nhiều các sự kiện được tổ chức để quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch, mời gọi du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, trải nghiệm và chiêm ngưỡng kỳ quan của vùng đất và con người Na Hàng. Đến dự tham dự chương trình hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của các vị đại biểu, khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Sáng Vang, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang. Xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo các sở, ban ngành, các huyện, thành phố. Xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo các huyện Bắc Nẵm, Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, Bảo Lâm, Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, huyện Cát Hải, Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Về phía huyện Na Hàng, xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Na Hàng. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Quang Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Na Hàng. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Tô Viết Hiệp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Na Hàng. Xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Na Hàng qua các thời kỳ. Xin được nhiệt liệt chào đón và cảm ơn phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đã có mặt đưa tin, và đặc biệt xin được nồng nhiệt chào đón đông đảo nhân dân các dân tộc huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang, du khách trong nước và quốc tế đã có mặt tại đây trong buổi tối ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Tô Viết Hiệp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Na Hàng lên phát biểu khai mạc chương trình. Trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa đồng chí Nguyễn Sáng Vang, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Tuyên Quang, nguyên Bí thư Huyện ủy Na Hàng. Kính thưa đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Kính thưa đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Na Hàng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các cơ quan đơn vị trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các cơ quan đơn vị của tỉnh, các huyện bạn. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo huyện Na Hàng qua các thời kỳ. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, thưa toàn thể nhân dân, du khách và khán giả xem truyền hình. Hôm nay, trong không khí vui tươi của những ngày đầu xuân mới trên quê hương Na Hàng tươi đẹp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Na Hàng rất vinh dự và vui mừng, phấn khởi được đón các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của các cơ quan đơn vị trung ương của tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo các huyện bạn trong và ngoài tỉnh, lãnh đạo huyện Na Hàng qua các thời kỳ, các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể đồng bào, đồng chí, du khách khắp mọi miền của đất nước cùng hội tụ về đây và theo dõi trên sóng truyền hình trực tiếp dự lễ khai mạc Hương sắc Na Hàng năm 2023. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn những tình cảm đặc biệt mà các đồng chí, quý vị đại biểu, khách quý cùng đông đảo nhân dân và du khách gần xa đã dành cho huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang. Nhân dịp xuân mới, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân, du khách dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân và khán giả xem truyền hình, Na Hàng là huyện vùng cao của tỉnh Tuyên Quang, nơi có điều kiện tự nhiên đặc biệt với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Quần tụ trên mảnh đất Na Hàng bao đời là nơi an cư của 12 dân tộc anh em cùng sinh sống đan xen.
với những bản sắc riêng có, tạo nên nét truyền thống văn hóa đặc sắc của đất và người Na Hang. Truyền thống văn hóa, lịch sử và thiên nhiên hùng vĩ thơ mộng đã tạo cho Na Hang địa thế độc đáo, là nơi hội tụ, giao thoa của các sắc thái văn hóa, các dân tộc thiểu số, với những làn điệu hát then, si lượn, đàn tính, tiếng khèn, tiếng hát báo dung làm say đắm lòng người, với nghi lễ ngày nhảy lửa nhiều kỳ bí. Tương truyền xa xưa, mảnh đất huyền thoại Na Hang là nơi mà mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi xóm làng, con đường đều ẩn chứa vẻ đẹp sâu lắng, gắn với truyền thống, với truyền thuyết cổ, Phượng Hoàng xưa về đây xây tổ, để đất này mãi mãi sinh sôi. Vùng non cao nước biếc được khắc họa với bản hòa ca của đất và trời, ví như Hạ Long giữa đại ngàn. Với những cánh rừng nguyên sinh tuyệt đẹp luôn được gìn giữ bảo vệ, với sắc xanh của núi, sắc trắng của mây, soi bóng thả hình xuống mặt hồ lung linh đầy huyền ảo. Đất trời vào xuân, vạn vật như gắn kết giao hòa với nhau, bừng lên sức sống mãnh liệt của miền đất và con người nơi đây. Nhiều du khách khi đến trải nghiệm miền Sơn Cước, biết đến đất và người Na Hang đã để lại những vần thơ đầy cảm xúc. Na Hang hồ biết trên non, bức tranh sơn thủy đang còn nguyên sơ, chiều buông trên dải thác mơ, không gian trầm mặc ngẩn ngơ lữ hành. Hay ai đó cũng đã bộc bạch, Na Hang non nước giao hòa, nhân viền văn hóa đậm đà xứ Tuyên. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân và khán giả xem truyền hình, lễ hội Hương sắc Na Hang năm 2023 diễn ra từ ngày 3 tháng 3 đến ngày 5 tháng 3 năm 2023. Đây là sự kiện quan trọng lần đầu tiên được tổ chức với quy mô cấp huyện, nhằm quảng bá cảnh sắc thiên nhiên, văn hóa, con người Na Hang hồn hậu mến khách, với những sản phẩm du lịch độc đáo của huyện tới nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Đây cũng là niềm vinh dự, tự hào với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Đồng thời cũng là dịp để nhân dân trong vùng, cả nước và bạn bè quốc tế hiểu hơn về xứ Na Hang, nơi xứ Tuyên tuyệt đẹp. Trong chương trình lễ hội Hương sắc Na Hang năm 2023 sẽ diễn ra nhiều hoạt động như công bố và trao chứng nhận chỉ dẫn địa lý rượu ngô men lá Na Hang, công bố của tổ chức kỷ lục Việt Nam về tuyến đường hoa lê dài nhất Việt Nam, thưởng thức trà san tuyết Na Hang, các hoạt động liên hoan dân vũ, chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng với các sự kiện khác sẽ diễn ra tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang cũng trân trọng kính mời du khách tham quan, trải nghiệm di tích quốc gia đặc biệt, danh lam thắng cảnh quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang Lâm Bình. Chắc chắn rằng những ngày ở Na Hang, tỉnh Tuyên Quang sẽ để lại cho quý vị nhiều dấu ấn khó quên về mảnh đất sơn thủy hữu tình, giàu lòng mến khách. Với sự nỗ lực quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Na Hang, cùng với sự quan tâm ủng hộ giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh Tuyên Quang, sự phối hợp chung tay góp sức của các địa phương trong và ngoài tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, chắc chắn huyện Na Hang sẽ có bước phát triển ấn tượng, nhanh, bền vững trong thời gian tới. Một lần nữa, trân trọng cảm ơn sự có mặt của các quý vị đại biểu, khách quý, toàn thể nhân dân, du khách và khán giả xem truyền hình trực tiếp. Tôi xin tuyên bố khai mạc lễ hội Hương sắc Na Hang năm 2023. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Tô Viết Hiệp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Na Hang. Kính thưa quý vị, năm 2021, Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định về việc cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý Na Hang cho sản phẩm chè san tuyết Na Hang. Và ngày hôm nay, Na Hang còn đón nhận thêm một niềm vui mới. Một trong những đặc sản của Na Hang đó là rượu ngô men lá đã được Cục Sở hữu Trí tuệ công nhận chỉ dẫn địa lý. Đến với Na Hang, quý khách sẽ được tiếp đãi bởi tấm lòng nhân hậu của bà con các dân tộc, được thưởng thức chè san tuyết, các đặc sản từ cây chè và vị cay nồng, hương thơm ngào ngạt của rượu ngô men lá Na Hang. Men được làm từ hơn 36 loại lá, rễ cây rừng. Rượu được nấu kết hợp với nguồn nước đặc biệt theo phương pháp thủ công gia truyền. Vâng, và khi được công nhận chỉ dẫn địa lý sẽ là cơ hội để quảng bá sản phẩm rượu ngô men lá,
phát triển hình ảnh của sản phẩm tới người tiêu dùng, nâng cao giá trị sản phẩm, đảm bảo quyền, lợi ích cho người sản xuất và người tiêu dùng. Ngay sau đây, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bà Lê Minh Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Thẩm định Chỉ dẫn Địa lý và Nhãn hiệu Quốc tế, Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ lên công bố quyết định của Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam công nhận chỉ dẫn địa lý rượu ngô Me Lá Na Hàng. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các vị lãnh đạo, thưa các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân. Thay mặt cho Cục Sở hữu Trí tuệ, tôi xin công bố quyết định về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý rượu ngô Men Lá Na Hàng. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Sở hữu Trí tuệ. Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 519QDSHTT ngày 20 tháng 2 năm 2023. Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ, căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Cục Sở hữu Trí tuệ ban hành theo quyết định số 2525QDBKHCN ngày 4 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Căn cứ điều 118 và điều 119 của Luật Sở hữu Trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005 được sửa đổi bổ sung theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu Trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu Trí tuệ ngày 14 tháng 6 năm 2019 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu Trí tuệ ngày 16 tháng 6 năm 2022. Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý số 6/2022-00012 ngày một đơn mùng 8 tháng 7 năm 2022, chủ đơn Ủy ban Nhân dân huyện Na Hàng, địa chỉ thị trấn Na Hàng, huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang. Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thẩm định Chỉ dẫn Địa lý và Nhãn hiệu Quốc tế, trưởng phòng đăng ký quyết định điều 1 cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00128 tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý Ủy ban Nhân dân huyện Na Hàng, chỉ dẫn địa lý Na Hàng sản phẩm rượu ngô Men Lá, khu vực địa lý gồm các xã Thượng Nông, xã Côn Lôn, xã Đả Vị, xã Sơn Phú và thị trấn Na Hàng thuộc huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang, theo bản đồ khu vực địa lý nêu tại điều 2. Tính chất lượng đặc thù của sản phẩm rượu ngô Men Lá Na Hàng có vị cay, êm dịu, mùi thơm của men lá từ các lá cây thảo mộc và mùi ngô. Điều 2, đóng dấu đăng ký vào các tài liệu sau đây để làm tài liệu gốc phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng chỉ dẫn địa lý. Bản mô tả tính chất, chất lượng, danh tiếng của rượu ngô Men Lá Na Hàng do Ủy ban Nhân dân huyện La Na Hàng lập. Bản đồ khu vực địa lý. Điều 3, chỉ dẫn địa lý nêu tại điều 1 được bảo hộ vô thời hạn trên toàn thổi lãnh thổ Việt Nam kể từ ngày ký quyết định này. Điều 4, ghi nhận quyết định này vào sổ đăng ký quốc gia về chỉ dẫn địa lý và công bố trên công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ký. Điều 5, Chánh văn phòng Cục, Giám đốc Trung tâm Thẩm định Chỉ dẫn Địa lý và Nhãn hiệu Quốc tế, trưởng phòng đăng ký, Giám đốc Trung tâm Thẩm định sau cấp văn bằng bảo hộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin Sở hữu Công nghiệp, Ủy ban Nhân dân huyện Na Hàng có trách nhiệm thi hành quyết định này. Cục trưởng Đinh Hữu Phí đã ký. Sau đây, tôi xin trân trọng kính mời ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ lên trao giấy chứng nhận và tặng hoa. Tôi xin trân trọng kính mời ông Tô Viết Hiệp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân huyện Na Hàng lên nhận giấy chứng nhận. Xin trân trọng kính mời ạ. We'll be right back.
Xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ. Cảm ơn đồng chí Tô Viết Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Na Hàng. Kính thưa quý vị, ngày 4 tháng 3 năm 2023, Hiệp hội Kỷ lục Guinness Việt Nam xác nhận kỷ lục Guinness Việt Nam tuyến đường hoa lê dài nhất Việt Nam tại xã Hồng Thái, huyện Na Hàng. Sau đây, xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Hoàng Thái Tuấn Anh, trưởng đại diện miền Bắc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam lên công bố quyết định công nhận kỷ lục tuyến đường hoa lê dài nhất Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời. Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trung ương và địa phương, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân và du khách thập phương, thay mặt cho Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, tôi xin công đọc quyết định công nhận kỷ lục Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc. Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam số 2889/KLVN2023, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 4 tháng 3 năm 2023 quyết định về việc xác lập kỷ lục Việt Nam. Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam căn cứ quy trình xác lập kỷ lục Việt Nam của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, căn cứ đề xuất của Ủy ban Nhân dân huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang tại bộ hồ sơ tài liệu đã cung cấp, căn cứ quá trình kiểm tra, đối chiếu và thẩm định của Viện Kỷ lục Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, xét đề nghị của Ban Thường trực Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam, quyết định điều 1 chính thức xác lập kỷ lục Việt Nam với nội dung tuyến đường hoa lê dài nhất Việt Nam. Kỷ lục được xác lập đến Ủy ban Nhân dân huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang kể từ ngày 4 tháng 3 năm 2023. Điều 2, kỷ lục này được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các kênh truyền thông thuộc hệ thống kỷ lục Việt Nam, được ghi vào các ấn phẩm kỷ lục hàng năm và thông báo đến cộng đồng kỷ lục gia trên toàn quốc. Điều 3, đơn vị sở hữu kỷ lục này có trách nhiệm quảng bá hình ảnh kỷ lục Việt Nam trong nước và quốc tế. Tổng thư ký, Chánh văn phòng Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Hội đồng Viện Kỷ lục Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam và đơn vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thay mặt Hội đồng Viện Kỷ lục Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lê Trần Trường An đã ký. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng ông Hoàng Thái Tuấn Anh và xin kính mời ông lắng lại sân khấu để trao quyết định kỷ lục cho huyện Na Hàng. Xin được trân trọng kính mời ông Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam lên cho bằng và kỷ niệm chương cho huyện Na Hàng. Xin được trân trọng kính mời. Trân trọng kính mời các đồng chí. Trân trọng kính mời đồng chí Tô Viết Hiệp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Na Hàng. Trân trọng kính mời đồng chí Ma Quý Đôn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Na Hàng lên đón nhận giấy chứng nhận kỷ lục Guinness Việt Nam cho tuyến đường hoa lê dài nhất Việt Nam. Trân trọng kính mời các đồng chí. We'll be right back.
lời trân trọng cảm ơn các đồng chí. Một lần nữa xin được chúc mừng huyện Na Hang đã được xác nhận kỷ lục tuyến đường hoa lê dài nhất Việt Nam. Kính thưa quý vị đại biểu, vẫn còn nhiều lắm những sản vật, những nét văn hóa độc đáo của huyện Na Hang đang chờ du khách đến để thưởng thức và khám phá. Và đây sẽ là thế mạnh để huyện Na Hang tiếp tục vững bước, phát triển trong tương lai. Na Hang, miền đất thiêng gắn liền với những huyền thoại nay đã chuyển mình. Sức sống mới đang bừng lên trên dẻo đất vùng cao này. Từ một địa phương còn nhiều khó khăn, Na Hang đã và đang phát huy tiềm năng thế mạnh để ghi dấu trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội của huyện nói riêng và tỉnh Tuyên Quang nói chung. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025, Na Hang tập trung thực hiện 16 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 2 khâu đột phá, gồm phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, đặc sản, giá trị gia tăng cao, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện. Năm 2022, ngành du lịch tiếp tục khẳng định vị trí là một trong những ngành kinh tế quan trọng khi ghi nhận một kỷ lục mới, thu hút gần 230.000 lượt du khách, đạt trên 140% kế hoạch và tăng gần 155% so với cùng kỳ. Doanh thu xã hội từ du lịch đạt 225 tỷ đồng. Đây là minh chứng sống động, khẳng định bước đi thành công của ngành du lịch Na Hang. Kinh tế xã hội của huyện tiếp tục phát triển mạnh, là động lực để đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Na Hang hướng tới khát vọng và mục tiêu cao hơn trong tương lai. Trong thời gian tới, đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Na Hang sẽ không ngừng đổi mới, phát triển, đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 22 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp các ngành, sự ủng hộ của đông đảo bạn bè du khách, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Na Hang sẽ biến tiềm năng trở thành động năng phát triển, bứt phá, vươn lên, sớm thực hiện được khát vọng đưa Na Hang trở thành huyện phát triển có thu nhập cao trong các huyện miền núi phía Bắc của tỉnh. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý khán giả thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề Hương sắc Na Hang. Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương. Chương 1, Hương sắc Na Hang. Chương 2, Huyền ảo hoa lê chốn đại ngàn. Chương 3, Nhịp bước tới tương lai. Chỉ đạo thực hiện Ủy ban Nhân dân huyện Na Hang, chỉ đạo nội dung Ban tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn huyện Na Hang. Đơn vị thực hiện chương trình nghệ thuật Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Tuyên Quang, Công ty Cổ phần Tổ chức Sự kiện Tây Hồ Event, đơn vị thi công sân khấu âm thanh ánh sáng Công ty Cổ phần Hàng không Skylink, tổng đạo diễn nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, nhạc sĩ An Hiếu, tổng biên đạo Hải Trường, Mai Len, Khánh Ly, Thúy Hiền, giám đốc sản xuất An Thu, Giang Trần. Các ca sĩ biểu diễn trong chương trình: ca sĩ Trọng Tấn, Đỗ Tú Hoa, Tiến Hưng, Huyền Vũ, Anh Phong The Voice, đoàn múa HT, nhóm Aladdin, dẫn chương trình MC Việt Bách Thu Phương. Thể hiện lời bình, nghệ sĩ ưu tú Lê Chức, nhà báo Kiều Trinh. Trong chương trình có sử dụng lời thơ của các nhà thơ trong nước và tư liệu của các đồng nghiệp. Và sau đây, chương trình nghệ thuật Hương sắc Na Hang xin phép được bắt đầu. Na Hang hồ biếc trên non, bức tranh sơn thủy đang còn nguyên sơ. Chiều buông bên dải thác mơ, không gian trầm mặc ngẩn ngơ lữ hành. Na Hang huyền ảo và tươi đẹp với biết bao danh thắng. Miền đất này vốn được mệnh danh là Hạ Long giữa đại ngàn, là góc thiên đường còn sót lại nơi trần thế với sự sắp đặt diệu kỳ của tạo hóa. Huyền thoại Na Hang chung dòng chảy với miền huyền thoại Tuyên Quang.
đêm hát then đầu năm giải hạn, làm nảy lên dàn búp trên cành. Lời then như buôn hạt mưa xuân rơi vào đất, nhú lên thành lộc biếc, rơi vào tóc tình yêu thêm rạo rực, rơi vào mây hóa những chiếc cầu vồng. Na Hang, mỗi độ xuân về rộn ràng không khí của những lễ hội đầu năm rực rỡ sắc màu. Con người nơi đây từ lâu đã có tiếng không chỉ ở vẻ đẹp bên ngoài, mà còn ẩn chứa vẻ đẹp tâm hồn nhân hậu, đằm thắm và hiếu khách. Lòng là cần Na Hang hồn tin, đường then mừng khách quý mà thân. Hèn bằng trên tóm gió và chậm chài nòng Na Hang trong người quay. Na Hang còn có những thửa ruộng bậc thang được hình thành từ cách đây hàng trăm năm, mênh mông uốn lượn theo dáng núi ẩn hiện trong màn sương, tạo nên một bức tranh thiên nhiên khổng lồ bên sườn núi với vẻ đẹp vừa hoang sơ vừa hùng vĩ cho núi đồi nơi vùng đất phía bắc của Tổ quốc.
leo đèo đan khánh tóc vờn mây, em gái vùng cao đẹp ngất ngây, mận đào khoe sắc lê nở trắng mát quanh năm, bàn em lưng chừng núi ruộng bậc thang bờ cong uốn lượn, núi choàng khăn tầng tầng lớp lớp, sóng lúa gieo kiệt tác thiên nhiên. Hồng Thái ơi giữa đại ngàn, anh có về Nà Mũ Bắc Quang, nơi đầu tiên phong trào cách mạng thắm cao tràng, dệt thổ cầm cấp sắc múa chuông, bao dung giao duyên em hát, anh dùng rằng không nỡ rời chân. Điệp chung thương Hồng Thái ơi, điệp chung mấy quê hương đổi mới, bản làng vui anh điền sáng lên, nụ cười hân hoan em thơ tới trường. Du lịch quê em đi trong mây bay, thơm nếp xôi lợn quay rượu hoắc, không không hạt đào lê mận hẹp, hương chè san thơm mát kỳ tăng, nghiêng nghiêng ruộng bậc thang, yêu sao Hồng Thái quê mình, điệp chung thương điệp chung nhớ, Hồng Thái ơi ngọt ngào trong hương. Đàn khánh tóc vờn mây, em gái vùng cao đẹp ngất ngây, mận đào khoe sắc lê nở trắng mát quanh năm, bàn em lưng chừng núi ruộng bậc thang bờ cong uốn lượn, núi choàng khăn tầng tầng lớp lớp, sóng lúa gieo kia tác thiên nhiên. Hồng Thái ơi giữa đại ngàn, anh có về Nà Mũ Bắc Quang, nơi đầu tiên phong trào cách mạng thắm khâu tràng, dệt thổ cầm cấp sắc múa chuông, điệu bao dung giao duyên em hát, anh dùng rằng không nỡ rời chân. Điệp chung thương Hồng Thái ơi, điệp chung mấy quê hương đổi mới, bản làng vui anh điền sáng lên, nụ cười hân hoan em thơ tới trường. Du lịch quê em đi trong mây bay, thơm nếp xôi lợn quay rượu hoắc, không không hạt đào lê mận hẹp, hương chè san thơm mát kỳ tăng, nghiêng nghiêng ruộng bậc thang, yêu sao Hồng Thái quê mình, điệp chung thương điệp chung nhớ, Hồng Thái ơi ngọt ngào trong hương.
quê em ruộng bậc thang. Nơi đây trời đất giao hòa, trong nét bình dị thanh khiết ẩn chứa những điều kỳ bí của truyền thuyết lịch sử, những giá trị văn hóa, lễ hội truyền thống và say nồng hương vị ẩm thực tự nhiên. Cảnh quan kỳ vĩ, huyền ảo được thiên nhiên ban tặng cùng nền văn hóa đậm đà bản sắc của những con người sinh sống trên mảnh đất này. Tất cả đã làm nên một hương sắc Na Hang quyến rũ, mê hoặc lòng người. Mùa xuân đến quê em Na Hang, hoa đào thắm ven rừng xanh bát ngát, điều khen ái ngân trên đại ngàn, hoa rồng sông Gâm hòa cùng uống nước kỳ nô ngơi. Trăng hồng đôi má em lên bàn cao, cô gái Thượng Lâm nụ cười như hoa. Na Hang ơi, hơi người anh mến thương, vì màu xanh cho quê ta, anh còn đi bóng xuôi vườn đeo, giữ mùa xuân cho muôn nơi, cho lời ca em vun ngang trời. Na Hang ơi, mai mùa ta ơi, rừng bao la núi xanh trầm trung. Na Hang ơi, dưới màu xanh khiến cho êm đềm đất nước manh dầu. Mùa xuân đến quê em Na Hang, hoa đào thắm ven rừng xanh bát ngát, điều khen ái ngân trên đại ngàn, hoa rồng sông Gâm hòa cùng uống nước kỳ nô ngơi. Trăng hồng đôi má em lên bàn cao, cô gái Thượng Lâm nụ cười như hoa. Na Hang ơi, hơi người anh mến thương, vì màu xanh cho quê ta, anh còn đi bóng xuôi vườn đeo, giữ mùa xuân cho muôn đời, cho lời ca em vun ngang trời. Na Hang ơi, mai mùa ta ơi, rừng bao la núi xanh trầm trung. Na Hang ơi, dưới màu xanh khiến cho êm đềm đất nước manh dầu. Hoa lê là loài hoa của mùa xuân, được ví như pha lê của núi rừng bởi màu trắng tinh khiết độc đáo của cánh hoa lê. Mỗi nhành hoa như chứa đựng vẻ đẹp bất tận của thiên nhiên với sự giao hòa giữa đất trời, lòng người và mùa xuân. Thank you.
đã đến một vùng núi cao, gặp em trong hương sắc men tình, dạo bước xuân say khắp ngàn hoa, nụ cười em nắng lên sưởi ấm đất trời, nhìn cơn gió vờn làn áng mây, mặt trời đã tô thắm làn da hồng, những tia nắng sáng sớm hiền hòa làm lòng anh nhớ thương men tình đắm say. Hoa núi rừng nở khắp đất trời, đẹp rạng rỡ núi cao cô gái lòng anh, đôi bàn tay em trắng nõn nà, cành hoa núi chờ tình bên nhau vẫn vương. Mùa xuân về hoa nở khắp rừng, để lòng anh càng ngắm càng say, trái tim anh như đã được cùng em sắc hoa muôn đời thắm tươi. Cơn gió vờn làn áng mây, mặt trời đã tô thắm làn da hồng, những tia nắng sáng sớm hiền hòa làm lòng anh nhớ thương men tình đắm say. Hoa núi rừng nở khắp đất trời, đẹp rạng rỡ núi cao cô gái lòng anh, đôi bàn tay em trắng nõn nà, cành hoa núi chờ tình bên nhau vẫn vương. Mùa xuân về hoa nở khắp rừng, để lòng anh càng ngắm càng say, trái tim anh như đã yêu nàng, được cùng em sắc hoa muôn đời thắm tươi. Hoa núi rừng nở khắp đất trời, đẹp rạng rỡ, đôi bàn tay em trắng, hoa núi chờ tình vẫn vương. Mùa xuân về hoa nở khắp rừng, để lòng anh càng ngắm càng say, trái tim anh như đã yêu nàng, được cùng em sắc hoa muôn đời thắm tươi, trái tim anh như đã yêu nàng, được cùng em sắc hoa muôn đời thắm tươi. Anh vừa thấy nắng vàng trong đáy mắt, nghe mùa xuân đang hát nhạc đam mê,
tiếng chim ca với cơn gió đang về, hương thoang thoảng hoa lê vừa mới nở. Một vùng đất khí hậu quanh năm mát lạnh, không khí trong lành với núi non trùng điệp và những thửa ruộng bậc thang vàng óng trải dài bất tận, nơi được mệnh danh là biển mây vùng núi cao phía bắc xứ Tuyên, đã sản sinh ra một đặc sản nổi tiếng
chè San Tuyết, một đặc sản độc nhất vô nhị ở vùng núi cao phía Bắc Việt Nam. Chè San Tuyết có nguồn gốc từ bao giờ không ai biết được. Chỉ biết rằng người dân Hồng Thái khi lớn lên đã thấy những cây chè cổ thụ búp chè được ngậm xương, trên bề mặt búp phủ một lớp óng ánh bạc như tuyết. Chè San Tuyết có vị thơm đặc trưng, hương vị ngọt ngào khiến ai thưởng thức cũng say mê, luôn được đánh giá cao không chỉ ở Việt Nam mà còn ở thị trường quốc tế. Ngoài được công nhận sản phẩm chỉ dẫn địa lý, năm 2022 chè San Tuyết Hồng Thái đã lọt top 50 thương hiệu nhãn hiệu nổi tiếng châu Á Thái Bình Dương. Đây là bước đà thuận lợi để sản phẩm chè San Tuyết vươn ra thế giới trong thời gian tới, hướng đến khai thác tiềm năng du lịch từ hoạt động trải nghiệm, khám phá vùng chè cổ thụ, khám phá vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên và những nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc nơi đây, trở thành một sản vật danh tiếng của vùng rừng núi. Lúa khâu tràng vẫn ngập trời như thế, những bậc thang vàng nà mụ níu trời xanh, mạch nước nguồn thêm ngọt vị chè San, ấm áp tình em Hồng Thái. Những ai yêu quý Hồng Thái đã ví miền đất này như Sapa hay Đà Lạt của Tuyên Quang. Và hôm nay, đến hẹn lại lên, Hồng Thái mời bè bạn cùng du khách bốn phương về miền đất này để cùng nhau chào đón một mùa hoa lê rực rỡ, bừng nở trên đất Hồng Thái, Na Hang, Tuyên Quang. Về với miền thiên nhiên hùng vĩ thơ mộng, về với những con người Na Hang nghĩa tình, về với những sắc màu văn hóa đậm đà bản sắc. Và cứ thế, Hồng Thái trở thành điểm hẹn của biết bao người.
Về quê em miền gai đẹp xứ Tuyên, ngược dòng gấm ngân nga điệu hát then. Quê hương em đó là hàng yêu dấu, người về nơi đây có chăng quên đường về. Lời hẹn xưa nhớ những mùa xuân sang, thổ cẩm em thêu dệt mãi còn thương. Trong tim em đó bóng ai thầm nhớ, đợi mùa xuân sang sánh vai cùng chàng. Mặt hồ lung linh, bóng núi nghiêng nghiêng, rượu nồng say vui trong ngày hội xuân. Cầu vồng tình yêu ánh mắt long lanh, cánh còn trao duyên trong vòng tay hò hẹn. Anh về cùng em xin cha mẹ kết duyên. Quê em miền cái đẹp xứ Tuyên, ngược dòng gấm ngân nga điệu hát then. Quê hương em đó là hàng yêu dấu, người về nơi đây có chăng quên đường về. Lời hẹn xưa nhớ những mùa xuân sang, thổ cẩm em thêu dệt mãi còn thương. Trong tim em đó bóng ai thầm nhớ, đợi mùa xuân sang sánh vai cùng chàng. Mặt hồ lung linh, bóng núi nghiêng nghiêng, rượu nồng say vui trong ngày hội xuân. Cầu vồng tình yêu ánh mắt long lanh, cánh còn trao duyên trong vòng tay hò hẹn. Anh về cùng em xin cha mẹ kết duyên. Mặt hồ lung linh, bóng núi nghiêng nghiêng, rượu nồng say vui trong ngày hội xuân. Cầu vồng tình yêu ánh mắt long lanh, cánh còn trao duyên trong vòng tay hò hẹn. Anh về cùng em xin cha mẹ kết duyên. Anh về cùng em đất mẹ Na Người Na Hang tự hào về quê hương của mình và rất có ý thức giữ gìn và phát huy những vốn quý của thiên nhiên ban tặng và thành quả lao động không ngừng sáng tạo của bao thế hệ. Với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp hùng vĩ, con người hồn hậu, thân thiện, mến khách, tạo cho mảnh đất này một tiềm năng du lịch to lớn. Những làng nghề truyền thống, các sản vật hàng hóa đặc thù và nguồn cây dược liệu quý giá của mình cùng những con người cần cù, chịu khó, đầy bản lĩnh và đổi mới sáng tạo. Na Hang mời gọi và sẵn sàng hợp tác với bạn bè trong nước và quốc tế để tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, trong đó có du lịch xanh, ngành kinh tế quan trọng với các hình thức du lịch cộng đồng gắn với phục dựng và bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc. Với hành trang đầy hương sắc cùng khát vọng vươn tầm, Na Hang
chắc chắn sẽ vươn lên mạnh mẽ, hòa chung nhịp điệu phát triển cùng Tuyên Quang, cùng đất nước hướng đến tương lai tươi đẹp. Đi trong men say nụ hôn, men say đất trời. Đi trong xanh tươi khuổi thi, nên thơ khuổi súng. Sông gấm sông nắng đầy vơi, dù em tiếng hát. Gắn bó với những con người, chân phương tạo tần. Lạc bước đi trong tình yêu, mênh mang hương rừng, nguyên sơ cỏ cây. Hồ nước nghiêng soi mặt gương, Na Hàng dạo chơi cùng với nhau. Truyền tiếng voi thiêng về đây, y nhi bắc bà, ông mây vần trăng. Cảnh sắc thiên nhiên đẹp tươi, tan trong tình yêu. Trong men say nụ hôn, men say đất trời. Đi trong xanh tươi khuổi thi, nên thơ khuổi súng. Sông gấm sông nắng đầy vơi, dù em tiếng hát. Gắn bó với những con người, trên phương tạo tần. Lạc bước đi trong tình yêu, mênh mang hương rừng, nguyên sơ cỏ cây. Hồ nước nghiêng soi mặt gương, Na Hàng dạo chơi cùng với nhau. Truyền thuyết vơi thiêng về đây, uy nghi bắc bà, ôm mây vần trăng. Cảnh sắc thiên nhiên đẹp tươi, tan trong tình yêu. Làn điệu dân ca hòa trong chén say tràn trong mắt em, rượu ngô men lá anh uống từng chén từng giọt, quên hết lo lắng đắng cay. Lạc bước đi trong tình yêu, mênh mang hương rừng, nguyên sơ cỏ cây. Hồ nước nghiêng soi mặt gương, Na Hàng dạo chơi cùng với nhau. Truyền thuyết vơi thiêng về đây, uy nghi bắc bà, ôm mây vần trăng. Cảnh sắc thiên nhiên đẹp tươi, tan trong tình yêu. Cảnh sắc thiên nhiên đẹp tươi, tan trong tình yêu. Chim
đến với Na Hang huyền ảo, kỳ vĩ, nghĩa tình. Đến với quê hương Tuyên Quang tươi đẹp, đang chuyển mình cùng đất nước. Na Hang đang đợi bạn trở về để khám phá và viết thêm những huyền thoại, để hòa mình cùng sắc trắng Hoa Lệ, nhấp chén rượu ngô say nồng, để trải nghiệm vùng đất ruộng cuối đang sinh sôi nảy lộc với những con người Na Hang mang trong mình khát vọng chinh phục và phát triển, để Na Hang hôm nay rộn rã hoan ca ngày mới, hòa nhịp phát triển cùng đất nước Việt Nam. Này bạn thân ơi, năm châu bốn phương, Việt Nam đất nước chúng tôi xin chào. Ngày nào con chìm trong khói bom, mà giờ đây cất cao lời ca vàng. Hà Nội thủ đô con tim dấu yêu, ngược xuôi phố xa đã vui thêm nhiều. Sau vào Nam rộn vang tiếng ca, ngàn bàn tay với nhau chào tương lai. Sài Gòn hôm nay bao nhiêu đổi thay, hòa theo sức sống với bao công trình. Từ bàn tay cùng nhau đắp xây, để giờ đây chúng tôi gọi mời. Hãy đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình, đến với đất đón giao thừa ngày 30, với những chiến công mùa xuân năm ấy. Việt Nam đất nước chúng tôi xin chào. Ngày nào con chìm trong khói bom, mà giờ đây cất cao lời ca vàng. Hà Nội thủ đô con tim dấu yêu, ngược xuôi phố xa đã vui thêm nhiều. Tàu vào Nam rộn vang tiếng ca, ngàn bàn tay với nhau chào tương lai. Sài Gòn hôm nay bao nhiêu đổi thay, hòa theo sức sống với bao công trình. Từ bàn tay cùng nhau đắp xây, để giờ đây chúng tôi gọi mời. Hãy đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình, đến với đất đón giao thừa ngày 30, với những chiến công mùa xuân năm ấy. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể quý vị khán giả, chương trình nghệ thuật Hương sắc Na Hang đến đây xin được kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ đã tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật ngày hôm nay.
Vâng, và đến đây chương trình khai mạc lễ hội Hương sắc Na Hang cũng xin phép được khép lại. Xin được trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý cùng toàn thể quý vị và các bạn đã đến tham dự chương trình. Và còn rất nhiều các hoạt động trong khuôn khổ của lễ hội đang chờ đón quý vị và các bạn đến trải nghiệm và khám phá tại mảnh đất Na Hang vô cùng xinh đẹp và mến khách. Na Hang xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Lạc bước đi trong tình yêu, mênh mang hương rừng, nhìn xa có cây. Hồ nước như soi mặt gương, Na Hang dạo chơi.